đóng cổng chưa con? Dạ, con dẫn nội vô rồi con ra con đóng cổng. Nội bước lên bậc thang nè. Rồi, 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 từ từ nói là nè. Có con ở nhà. Cái dẫn nội đi chơi, cái nội thấy thoải mái ghê à. Rồi, bật nữa, bật nữa. Chứ ở nhà không có ai nữa, ở nhà ngột ngạt quá. Phải chi mà có đứa con gái vậy thương ha. Vậy nội gọi con là con gái nha. Vậy nè, cháu dâu chứ, gái. Quên. Em làm cái gì ở nhà người ta vậy? Hả? Anh về đi, một tí nữa em giải thích sao nha. Giải thích cái gì? Ai vậy? Ai mà to tiếng với cháu dâu tôi vậy? Cái gì? Cháu dâu. Đã nói là giải thích sao? Nè, đàng hoàng nha. Hãy lộn xộn là tôi kêu công an á. Dạ, nội ơi, cái này là hàng xóm. Cái gì mà hàng xóm? Hàng xóm ở đối diện nhà. Ảnh qua đây để hỏi thăm sức khỏe thôi đó nội. Thôi đưa nội vô ăn cơm thì đói à. Dạ con vô liền. Anh đi về đi, sẵn đóng cái cổng giùm em nha. Bây giờ anh không về, mai mốt em không cho anh vô nhà nữa. Bây giờ đi đi, nhanh lắm. Lẹ đói bụng quá. Dạ. Đi nội, đi ăn cơm. Cái gì mà bà nội, rồi cháu dâu? Nhỏ này tức cười. Giống tôi dễ sợ. Tới chỗ lạ trằn trọc hoài không có ngủ. Hãy ngủ đi con. Chơi cha. Thôi lâu lắm mới được ngủ chung với đứa con vậy ta. Dạ. Thôi để tao nó ru cho hen, rồi con ngủ hen. Dạ nội. Rầu ơn gió đưa cây cải về trời, chưa rào rầm ơi, rào rầm ngủ rồi. Cũng dễ ngủ chứ. Giống tôi dễ sợ. Mà ơi, nói cho kịp ráo nước miếng kìa. Ngại rồi. Ngủ đi con. Alo. Hả? Mẹ lớn hả? Rồi, em về liền. Trời đất ơi, coi kìa, con gái ngứa gì mà ăn mặc lạ đời vậy hả? Mặc cái bộ đồ bộ rồi cái xách cái đôi giày này rồi đầu tóc thì bù xù đi đâu vậy? Dạ. Thì hồi nãy con nói với cô á là em Quỳnh đi. Em hỏi Quỳnh chứ không phải hỏi con. Ngồi xuống. Quỳnh. Dạ. Nghiêm chỉnh lên đây. Đi đâu vậy? Kỳ cục vậy hả? Con gái gì mà ăn mặc kiểu này rồi nửa đêm nửa hôm đi đâu mà ở ngoài đường là chạy vô nhà bán sống bán chết, là đầu tóc thì bù xù như ma vậy? Dạ con nãy con gội đầu xong rồi cái tóc ướt, cái con đi dạo mát ở ngoài đó, gió mạnh quá tóc hát luôn. Trời, nói mà nghe mà vô lý không, nhà chắc không có máy sấy hả? Gội đầu xong rồi xong sấy tóc ở trong nhà, tự nhiên là xách nguyên cái đầu vậy ra ngoài trời, ngoài sương ngoài gió rồi không mát cho nó khô nặng cho ngã ra bệnh à? Dạ có đâu mẹ, thì đó gió mát thì tóc cũng mau khô mà. Ủa mà sao tự nhiên
nửa đêm nửa hôm rồi cái mẹ lên đây chi vậy? Ừ, ngộ ha. Giờ hỏi ngược lại đó con. Ba với mẹ đi thăm cô Bảy, tôi mới kêu ba cô á thả tôi ở nhà cô. Ủa mà được không? Sao tự nhiên hỏi chị vậy? Dạ được chứ. Tại mẹ đi lên nửa đêm nên là con mới bất ngờ. Đột xuất. Bất ngờ. Thôi, mẹ buồn ngủ rồi, mẹ đi ngủ đây. Ủa, mẹ ngủ lại luôn hả? Ủa trời, chẳng lẽ không ngủ lại được? Chẳng lẽ con muốn cái mẹ giống như con vậy đó hả? Đi ra ngoài đường hóng mát á, rồi bung cái đầu tóc lên vậy nè, cho nó hát hả con? Dạ đâu có. Con mời mẹ. Mẹ ngủ ngon nha mẹ. Ôi, sao nó báo em trước vậy trơn vậy? Anh có kịp báo cái gì đâu. Mà nè. Gì? Em làm cái gì mà suốt ngày, suốt đêm bên đó vậy? Cái chuyện đó em giải thích sao? Bây giờ á, lo mẹ trước kìa. Hằng ơi, Hằng ơi, Hằng ơi, hôm nay con hè Hằng nó mất tích rồi, thiệt ơi, Hằng mất tích rồi. Dạ, con chào cô. Cô ơi, cô ơi, con bạn Quỳnh, con bạn của Quỳnh. Trời đất ơi, cái xóm này ngộ nha, cái gu gì lạ đời vậy, nửa đêm nửa hôm vậy đó là đầu tóc bù xù ra ngoài đường vậy đó hả, chạy tới chạy lui vậy đó hả? Con bù thì cô cũng xù mà cô. Tại vì tôi đang ngủ, tự nhiên cậu bấm chuông rồi buộc ra thì tôi phải ra đi, tôi mở cửa. Ủa mà cậu đi tìm ai? Dạ, con là bạn của Quỳnh, con tới đây con tìm Quỳnh. Nửa đêm nửa hôm, tìm con tôi làm chi vậy? Dạ, con qua đây, con mượn cục sạc. Mượn cục sạc? À, nửa đêm nửa hôm, qua đây mượn cục sạc, có ý đồ gì? Dạ, có mẹ ý đồ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Mẹ nè. Ừ. Trời. Ảnh à, bạn con, tụi con hơi làm việc với nhau á, cho nên là mẹ có gì mẹ lên ngủ trước đi, nãy mẹ nói mẹ buồn ngủ mà. Trời ơi, toàn là làm cái chuyện khó hiểu không à. Mẹ đi ngủ, con cũng phải tranh thủ đi ngủ nha. Dạ. Nhìn cái mặt thấy kỳ kỳ sao đâu á. Mẹ vô nha. Dạ. Cẩn thận nha con. Dạ. Trời đất ơi, né ra coi. À, dạ. Kẹt lại không đi được nè. Xuống luôn. Anh muốn chết hả? Tự nhiên hả, nửa đêm lết qua đây chi vậy? Chứ cô làm mà cô không có trách nhiệm, bỏ bài giữa chợ là sao? Anh thấy ai lên không? Mẹ tôi lên. Thì mẹ cô lên nhưng mà bà tôi chưa ngủ được kìa. Hồi nãy lúc tôi đi là thấy bà anh ngủ sai lắm mà. Trời ơi, bà tôi dán hai mắt sao bà thấy bà tôi ngủ hay vậy? Thì anh tìm cách nào cho nội ngủ đi. Cách nào là cách nào? Thì anh ru đi. Đúng rồi, anh ru cho nội ngủ. Không được, nghĩ sao tôi ru? Ru chắc cẩm cây của nội chọt vô họng tôi quá. Thì anh tìm cách nào đó cho nội ngủ đi. Tôi tìm đủ mọi cách thì bây giờ nội nói là chỉ có cô mới được thôi. Vậy rồi anh nói tôi đi đâu? Chờ đi. Nè. À, con đi toilet lâu vậy? Để lẹ ngủ với nội chứ. Nói cho biết nha, không có con là nội không có ngủ được đâu đó. Chết tôi rồi.